Pero de ahí. Ông ai ra xem like cho em xin một cái nha mọi người. Ai ra xem like cho em xin một cái nha. Ai ra xem like cho em xin một cái nha mọi người. Ai ra xem like cho em xin một cái nha mọi người. Xem like cho em xin một cái nha. Lá bài này hả? Đây. Cái này bữa tới mấy người dành nhân chốt ấy. Sao cái chị kia chốt máu xả chiều đây 100k, cái này 100k này. Thì sao không bao nhiêu giặt vậy sao ạ? Không. Đấy, xôi gương thử coi. Xôi gương coi. Mở ra. Đây. Cái này 100k nha. Cái này là cái chị kia xả ra đó. Cái này mọi người giặt ra nó mới tin nha. Cái này em có một cái kia đẹp lắm nha, có khách chốt rồi. Không, còn có cái kia đẹp cũng khách chốt rồi, giờ còn một cái này nè. Đó. À, lát này chúng mình 100k nha, 100k. Con này là có chị kia xả ra đó. Bao nhiêu người dành mà không được. Xong chị đó dành được là xả ra 100k nha. Đó, con này chúng mình 100 này. Xin cực kỳ luôn. Đọc lại cho người. Chị Quân Nghĩa Si. Ok chị này. Con này sẽ ép nha. Con này đều sẽ ép đấy. Này. Con này đều sẽ ép nha. Sẽ như này nè. Ok cho chị Quân Nghĩa Si nha. Đọc là không đồng hàng đúng. Cái này đặt mã 100 là cái chị kia chốt rồi. 100k chị kia chốt rồi. Chị chốt chắc em nha. Nha, có nhiều người chốt xong mà. Em đặt mã 100 ấy. Đặt mã 100 là cái chị kia chốt ấy. Mọi người chốt chắc nha mọi người. Ngày hôm qua giờ là em xài tao nói đâu. Cái này là chị dự bị nhé. Ok. Chị Vân Nghiền Si. Dạ. Cái này là chị Vân Nghiền Si nhớ bóc cho em nha. Cái này làm chốt chắc nha mọi người, chốt chắc nha. Tại vì cái này cái chị kia bao nhiêu người dành được á, bao nhiêu người dành mà không được ấy. Dạ em cảm ơn chị. Đây, cái này sẽ ép mọi người, cái này sẽ ép nha. Cái này là cái chị kia chốt mà xong chị áo xả ra đó. Con này 150 nha, sẽ ép. Con này 150 sẽ ép nha. Nó bị mất cái mát rồi đó. 150 sẽ ép nha. Nhưng mà nó sẽ ép nha mọi người, sẽ ép thôi nha. À lát con này cho mà hồng này mọi người, mẹ hồng nha, mẹ hồng. Con này sẽ ép, mọi người sẽ ép nha, mẹ hồng này. À lát con này cho mà hồng người, mẹ hồng sẽ ép nha. Sẽ ép mẹ hồng. Em chỉ có mấy con sẽ ép thôi mà mấy con siêu phẩm thôi nha. Con này mẹ hồng. Con này eo nhỏ lắm, con này eo của nó là 60 co giãn tới 64. Đó. Con này 60 co giãn tới 64 nha chị ơi, 64 nha. 64 đủ về. Đó. Ai mà eo 64 là vừa con này nha. Eo rất nhỏ luôn. Đó. Ai lắp này cho mà hàng người mà hàng nha. Mà hàng 150. Con này mà hàng 150 người, 150 nha, nó có lắp lắp luôn. Lấp lóc như vậy nha, mẹ hàng 150. Eo của nó sớm mà tôi đổ về nha. À, cái này cũng xinh lắm nè. Cái này em bán 80k nha, 80k mã vàng này. 80k mã vàng nha, hoa vàng như vậy này mọi người.
phom xương nha, cái này phom xương á, nó chỉ mà là tầm 55 con đổ về nha, phom xương. Con này 80k mà hoa vàng nha, hoa vàng 80k. Giờ em lên váy cho mọi người lên váy nha. À có con này này, có con này đi tỉa sân nha, đi tỉa sân này, đó. Con này có mức ngực nha, con này xét luôn. Xét luôn nha mọi người, xét luôn nha. Cái này e của nó cũng, e của nó 70 đổ về người, 70 đổ về nha, 70, 72 đổ về. Cái này chỉ là để tuyệt sinh này, đó. Con này e của nó 72 đổ về người, 72 đổ về nha. E 72 đổ về nhưng mà em nghĩ là xét thôi. Người nào xét mặt đẹp nha, xét mặt đẹp này. Đó, con này 100k mà xanh, 100k mà xanh người. Rồi em lên hàng nha mọi người, lên hàng nha. Em bán là 50k, 35k nha. Một em chắc Omi nha mọi người, chắc Omi. Chắc Omi nha. À con này phía này là phía sau người, phía sau nha, cái này phía trước. Đó. Chắc Omi người, ai lắp này cho mà đen nha, mà đen 35k mà đen. 35k mà đen người, 35k mà đen nha, con này size L. Size L người, size L nha, 55 con là nha mọi người, 35k mà đen nha. Mọi người xem like cho em xin một tấm tương tác mọi người. Con này xinh này. Con này xinh nha mọi người, xinh nha. Đó. À là con này màu vàng người, màu vàng nha, màu vàng. Màu vàng nha mọi người, màu vàng nha. Sẽ ép mọi người, sẽ ép nha, màu vàng, phom xuông mọi người. Phom xuông màu vàng người, màu vàng nha, sẽ ép. Nó mới tinh mọi người, mới tinh nha, màu vàng, sẽ ép này. Hoa đi hàng thông thường bao nhiêu? Con nói em xem 150 nha, em xem 150 á, nhưng mà con nói sẽ ép nha. Sẽ ép, em người nào mà sớm tôi đổ về là vừa nha. Đây. Con em của nó sớm tôi đổ về nha. Xe 150. Đó. Xe 150 nha. Con vàng nó là 50k nha. 50k. Cái này là ai đó, con này cho hàng người mà hàng nha. Con này em xe 150 nha. 150 mà hàng. Con này em của nó sớm tôi đổ về nha. Sớm tôi đổ về. Em nhỏ lắm. Một con body người, body họ tiếp như vậy nha mọi người. Con này của Hàn Quốc nha, size L. Của Hàn Quốc mọi người, của Hàn Quốc size L nha. Con này chắc đẹp cực kỳ luôn. Đó. À là con này chắc là họ tiếp người, họ tiếp 50k họ tiếp nha. Họ tiếp 50k người, 50k họ tiếp nha, con này đẹp lắm ấy. Em bán 80k mà hôm nay bán 50k luôn nha mọi người, 50k luôn nha. À là con này chắc là họ tiếp size L. Size L người, size L nha, size L tầm 55. AK 53 con đủ với người. Size L nha, lắp cái này cho bà họ tiếp 50k. Con đen nó có người chốt rồi. Con đen nó biết bao nhiêu người chốt. Chị Hà lấy con vàng hả? Con vàng xinh lắm ấy. Tầm đen nè chị ơi. Tầm đen nè vậy. Ngồi rồi em xíu nha mọi người. Đây. Cái này con này xinh lắm nha. Con này bán 50k trời ơi. Con này quá đẹp luôn ấy. Cái này con này bán 50k nha. Con này không ai chốt là tiếc ấy. Tại vì con này của Hàn Quốc mà chắc đẹp cực kỳ luôn. 50k họ tiếc người. Họ tiếc 50k size L nha. Con này xinh lắm mọi người. Nó có đai nha mọi người. Đấy là cái này nó có kem đai mịt vào nha. Rất đẹp luôn. Em bán 50k con nó quá rẻ luôn. Cho chị xem con đen sâu con ren hồng. À ra chị ơi. Đây. Con ren hồng đó là E64 nha. Em nói là E64 người. E64 nha. E rất nhỏ luôn. Con đó là em bán là 150.
150 nha. Này con này là hàng hiệu Oliver mọi người. Hàng hiệu Oliver nha, con này size M. Size M hàng hiệu Oliver mọi người. Con này em sẽ 150 luôn nha. 150, cái này mọi người biết hiệu của nó là mọi người biết nha. Con này size M. Lên form cực kỳ chuẩn mọi người. Lên form rất chuẩn luôn nha. Em bán 150 con này luôn nha. Con này mấy chị mà tầm 40 không trở 40 trở lên đi. Mệt cực kỳ đẹp mọi người, rất là sang luôn nha. Hàng hiệu Oliver. Mọi người mà mặc hàng hiệu là mọi người sẽ biết rồi. Nó lên form cực kỳ chuẩn luôn này. Oliver mọi người, Oliver nha, size M. Nó có hàng hiệu size lên form chuẩn lắm. Đây nha mọi người. Con này cũng xinh này. À lắc con này chắc mà. Biết rồi chị không vừa. Dạ eo của nó nhỏ lắm, eo của nó 64. Eo của nó 64 65 đủ rồi. Con này đời size 15. Đó, con này nó kiểu như vậy người, kiểu như vậy nha. 55 cân đủ với người. À con này 53 cân đủ với người nha, 53 cân đủ với. Cái này là coi dạng rồi, coi dạng nha, 53 cân đủ với. À lắc con này chút mà. Chút mà số 1 người mà số 1 nha, 35k mà số 1 người. 35k mà số 1 người. 35k mà số 1 nha. Mà số 1 con nói 35. Cái này 35k người, 35k mà số 1 nha. Chị hành đào nè. Cái con kia em xe 35k mà không ai mua trời. Và 50k mà không ai mua. Trời ơi, nó đẹp cực kỳ luôn. Chắc quá đẹp luôn. Oliver nha, ai xem gần mọi người xem hàng mọi người sẽ biết này, mọi người ai sai hàng nhiều mọi người sẽ biết nha. Size M, nó size M luôn đấy. Con này em bán 150 chứ còn cái giá con hồi trước em nhập vô để 200 ấy. Cái con này hàng hiệu Oliver nha, hàng hiệu Oliver ấy. Mọi người mẹ hàng hiệu mọi người sẽ biết này, đó. Hàng hiệu Oliver lên form chuẩn cực kỳ luôn nha. Em bán một con hàng hiệu Vumat rồi. Còn con này size M và size M nha. Còn con này xinh không má. Rồi chị hỏi em hai chiếc sáng rồi chốt hết rồi. Bọn em nói lắm mà ta. Bọn em làm riêng nha mọi người. Làm riêng size L nha. Làm riêng size L cho chị này. 55 cân nữa rồi. 55 cân nữa rồi nha. Ai lắc này cho mà riêng. Mà rất nhiều người mà Linh nha. Mà rất nhiều người. 55 con đổ về nha mà Linh này. Đó. 35k luôn đây sẽ hết 35k cho mọi người. 35k mà Linh này. Mà Linh 35k nha. Đó. Con Linh này của Hàn Quốc rồi. Của Hàn Quốc nha mà Linh này. Đợi xíu chị ơi, đợi xíu nha. Một em caro người caro nha. Con này tầm 50 cân, 50 A3, AK 35 cân, 55 cân đối với người. 53 cân chứ. 53 cân đối với người, 35k, A lá con này chứ mà caro người, mà caro nha. Mà caro người, caro 35k nha. Sẽ 35k hết luôn. Đó. 35k người, A lá con này chứ mà caro người, mà caro 35k nha. Con sổ này. Đó. Các cái rô nào đen ở dưới này hả? Này cái này thì chắc nó lạ lắm nha. Đó. Cái này về giặt là nó ok này, nó khó như vậy nha mọi người, khó như vậy nha. Đó.
Con này size L. Size L người size L nha. À lá con này tròn túi, mọi người mã túi 35k mã túi nha. 35k mã túi này. 35k mã túi nha. Nhật sĩ bao nhiêu bà? Nhật sĩ nhật sĩ 25k đi. Xài cho hết hàng. Mình ở Bình Định cho mọi người Bình Định nha. Đó. Con này size M người size M nha. À lá con này chốt mã. Chốt mã đen người mã đen nha. Mã đen người mã đen nha. Size L size M cho mọi người size M nha. À lá con này mã đen. Mã đen size M người, size M mã đen nha. Mã đen size M. Mã túi cho chị Ngô Thu. Hàng video chiều rồi nha. Mà nhờ chị cứ chụp cho mình chứ chụp. Xem đen rồi ta. Bình Định phụ cát. Chúng mày đóng tiền hồi rồi. Có con này xinh này. Con này xinh phô thao nha. Cái mắt cái này là chỉ là 55 cân. Còn 55 đủ về. Mấy 55 đủ về mẹ xinh nha. Đó, con này mới tinh à. Đó. Con này mới tinh, người mới tinh nha. Đó. À lắp này cho bà xám, người mẹ xám nha. 50k mà xám luôn. 50k mà xám, người 50k mà xám nha. Con này size M. Rồi con này đẹp lắm nha. Đó. Hôm nay em xem con này là 50k luôn nha. 50k mà xám này. Trời ơi con này. Con này nó mới tinh nào mà chắc đẹp cực kỳ luôn người. Chắc đẹp cực kỳ luôn nha. Đó. Chắc đẹp cực kỳ luôn. À lắp này cho bà xám. Size M người, size M nha. Size M mà xám. Hiện tại là siêu phẩm rồi là hết đấy. Con này mà sáp 50k. Con này thiệt sự đẹp luôn đấy mọi người không lấy à. Hả? À lá con này chúc mà hình như mọi người mà hình nha. Mọi người mà hình nha. Mà hình này mọi người. Nó chỉ vừa vừa chị ơi, không nghĩ ra đâu. Nó chỉ vừa vừa ngang gối. Nó. À lá con này chụp hình mọi người mẹ hình nha. Mẹ hình 35k mẹ hình người. 35k mẹ hình mọi người mẹ hình 35k nha. Mẹ hình 35k. Vé vàng kèm đai à, vé vàng kèm đai. Cái nào ta? Cái hình này hả? Cái hình này không phải cái hình này không phải sai. Không phải sai, ở đây. Cô hình này xinh mà. Hình size M nha, size M 35k mà hình người, 35k mà hình nha, size M này. Mà hơn như chị Lê Hải rồi. Chị Lê Hải nhanh như vậy. Bữa nay trò chơi đâu luôn. Em ở chỗ gồm đi xuống chỗ không phải sân, không phải gần sân bay nha. Sân bay phổ cát là thôi để thắng của em đó. Có một con kia nó dai mà nó lạ lắm, rất lạ lắm. Đây con này form xuông người, form xuông nha, con này form xuông này.
Con này sẽ ép người, ép mà mẹ được nha. A lắp con này chúc mẹ hoa. Mẹ hoa người mẹ hoa nha, 35k mẹ hoa này mọi người. 35k mẹ hoa nha. Chắc đẹp lắm người, chắc đẹp lắm nha. 35k mẹ hoa mới tin rồi. Con sáng nó 50k mà không ai nói rồi. Trời ơi. Con này sẽ ép nha, con này sẽ ép này. Con này sáng ta sẽ 100k đấy. 100k sẽ ép cho người đợi tiệc nha. Con này em của nó 66. E66 người, E66 nha, con này sẽ ép E66 nha, nó con này cho bà tránh này mọi người, mà tránh nha. Con này xả 80k mà tránh nè mọi người. 80k mà tránh người, mà tránh 80k nha. Mà tránh 80k. Có con này này, chắc là lạ lắm, chắc nó nành tay lắm mọi người, nành tay lắm nha. Đây con này, con này chuyện là size M nha, size M SM mệt được nha mọi người, SM mệt được nha. Còn 50 con đổ về, 50 con đổ về mọi người, 50 con đổ về nha. Đó. 50k đi, 50k mã xám người, 50k mã xám nha, 50k mã xám này. Cái này làm như vậy nha mọi người, 50k mã xám nha, mã xám 50k này. Con này xinh này. Con này vừa giặt ra nó mới tinh ấy. Xinh cực kỳ luôn. Đây. Đó. Con này size M nha mọi người, size M nha. Nó phối này mọi người. Size M nha. Đó. Size M người, size M nha. 50k lắm, con này cho mà yếm người, mà yếm 50k nha. Con này bằng già này, nhưng mà cái xinh này xinh lắm. A à, lắm con này cho mà yếm người, mà yếm nha, nó phối cực kỳ xinh này. 50k mà yếm nha, 50k mà yếm. 50k mà yếm size M người, size M nha. Size M, nó phối cái túi như này này. 50k mà yếm nha. Mà xám thì giới hạn nè. Con này nè. Con này chị làm mà chị làm mà 1m5 mấy. 55 đổ về mày xinh nha. Con này ở dưới là bình giang người, bình giang nha. Bình giang này mọi người, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Con này bình giang người, bình giang nha. Con này sẽ XL. XL người, XL nha. 50k mẹ hoa này mọi người. 50k mẹ hoa nha. Có trơn chắc đẹp mà ở dưới chắc đẹp người. Cái này bình giang luôn nha. 50k mẹ hoa. Cái giá này đẹp cực kỳ luôn nha. 50k mẹ hoa. Mẹ hoa 50k người, mẹ hoa 50k sẽ XL nha. XL nhưng mà cái eo của nó nhỏ nha mọi người. Eo của nó tầm 70 75, 76 đổ về nha. 50k mẹ hoa này. Con này xinh cực kỳ luôn. 50k mẹ hoa nha mọi người. Em phong xuông mọi người, phong xuông màu rêu nha. Phong xuông màu rêu. Đó. Phong xuông màu rêu người, màu rêu. Phong xuông nha. A à, lắp này mà rêu 35k mà rêu người, 35k mà rêu nha mọi người. 35k mà rêu free size nha. Free size này. 35k mà rêu. Chị Lê Hải nổi tiếng ai cũng trao hết. Đây này mọi người. Con này bằng già nha, bằng già nhưng mà chắc đẹp cực kỳ nha mọi người. Chắc đẹp lắm nha, con này ở đó ở ngoài là màu hồng tím. Màu hồng tím mọi người, màu hồng tím size M nha. Size M 35k. 35k mà hông tím người. 35k mà hông tím nha. Đó. 35k mà hông tím người.
hàng tím 35k nha, size M. Đó. Con này xinh lắm ấy. Con này cũng xinh này mọi người, xinh lắm nha. Đó. Tay nó như vậy này. 35k mã đỏ. 35k mã đỏ người, mã đỏ 35k nha. Mã đỏ 35k. Em form xương này, form xương giả đang vế nha. Nó có được cho bà sọc mọi người, mã sọc nha. Free size mã sọc. Free size mã sọc, người mã sọc free size nha. Ai mà ôm lô là em bỏ mắt đầm nhung nhung luôn á. Ôm lô sẽ rộng nhẹ. 50 con người, 50 con đổ về nha. Nó con này cho bà sáng người mã sáng 50 con đổ về nha. 50 con đổ về mã sáng 35k nè. Con này form xương người, form xương form lưới như vậy nha. Form xương form lưới như này mọi người. Đó. Nó con này cho bà đen người mã đen 35k mã đen nha. 35k mã đen này. Con này size M, size M mọi người, size M nha. Size M này. Đó. 35k mã xanh người, 35k mã xanh nha. 35k mã xanh. 35k mã xanh người, 35k mã xanh nha. Cái này tay nó hơi bị dơ một xíu nha mọi người dịch nha. Tay dơ dập nha mọi người. 35k mã xanh nha. 35k mã xanh. Nhưng mà đặt phố xanh người, phố xanh nha, 35k mã xanh. Mã đen cho chị Ngô Thu này. Hình như chị Ngô Thu thích ấy. Thích dạng không xương à. Con này là cái bà đã xả ra nè. Nó đi công tác á. Con đẹp cực kỳ luôn, cái chắc đẹp cực kỳ luôn ấy. Chắc nó quá đẹp luôn. Chắc là phê luôn ấy. Con này mà nao 50k mà nao người. 50k mà nao sẽ ép người. 50k mà nao sẽ ép nha. 50k mà nao sẽ ép này. Nó mới tin là chắc đẹp cực kỳ luôn. 50k mà nao sẽ ép người. Sẽ ép nha. 50k mà nao sẽ ép. Con này tay nó phó ren người, tay nó phó ren như vậy nha. Đó. 50k mà đen người, 50k mà đen nha. 50k mà đen người, mà đen 50k nha. Nó phó xéo người, phó xéo như vậy người. Đó. 50k mà đen người, 50k mà đen nha. Con này size M người, size M nha. 50k mà đen này. Đó. 50k mà đen người, 50k mà đen nha. Con này set người set nha. Set 35k mã xám. 35k mã xám người, 35k mã xám nha. Cô ơi, có ren nào? Có ren nào vậy chị? Cô ơi, có ren nào nữa? Cái ren nào này set đi. Nó set thôi mà eo của nó 64 rồi. 150 nha. Eo 64, 150. Con này là ren hồng, không là ren nâu chị ơi. Mà đen 50k cho chị Yến Vũ này.
mà eo sao con lẹt nhỏ, eo nhỏ. Con này size M người, size M nha, còn tát mọi người. Còn tát nha. Nó như quà này mọi người. Đó. 35k nha mọi người. À nó có một chỗ đỏ đen mọi người. Đỏ đen 35k nha, đỏ đen 35k. Đâu hàng quá. Con này xinh nè mọi người, xinh nha. Con này vừa giặt ra rất ok luôn á. 50k này, 50k nha. À nó có cái mà yếm. Mà yếm 50k này, mà yếm 50k nha. Mà yếm 50k. Con này phải tầm 55 con rồi, 55 con nha. Con này nó có đai nhưng đeo mang đai cái ngàn đai nha. 50k mà yếm người, 50k mà yếm người. Mà yếm 50k nha. Cho giờ xem có xanh nhạc cho nhé. À chị ơi, tính lại. Cái đây là em xem 150 nha. Con này là con này phong con sổ hàng hiệu Olivo. Cái này hàng hiệu Olivo nha, size M. Con này em xem 150 nha. Nó con này là lên form chuẩn luôn á. Size M nha mọi người, size M nha. Nó lên form cực kỳ chuẩn nha mọi người. Con này sẽ ép mọi người, sẽ ép nha. Hai bên tay phải nhông mọi người. Hai bên này phải nhông nha, sẽ ép này. Đó, a à, lá con này chút mà. À, mà ép mọi người, mà ép nha. 35k mà ép. Ren nào như thế. Con ren nào này chị, con ren. Con nó ren hồng nha, ren hồng đó. Con nó 150 luôn nha. Một em phong xuân rồi, phong xuân nha. Phong xuân rồi, Frisa nha. Nó có một cái bà sọc, mã sọc nha, 35k mã sọc. Con nó là 150 chị ơi, 150 nha. Con này em xem 50k luôn nha, 50k. Con này của Barry nè. Con này của Barry người, Barry chắc đẹp cực kỳ nha. Đó, 50k. À lá con này mà phối người, mà phối nha, chắc đẹp cực kỳ mọi người. Chắc đẹp lắm nha, con này của Barry. Con này 3 sao này mà. Ba sao luôn nha, 50k. Mọi người đợi em tí nha.
học nha. À, mày nói cho con hộp sữa nữa. Thế hàng la được nữa.
con sen một lọ đó là 150 chị. 150 nha, con này em sale ấy. Chuyển vụ lấy sọc nữa. Sọc này 35k nha. Con phố cho ngồi thôi. Con phố đẹp cực kỳ luôn. 50k nha. Phố này à, cái phố này cho yên à, cho Ngô Minh Thu chị ơi, Ngô Minh Thu rồi nha, Ngô Minh Thu chứ, Ngô Minh Thu chốt trước chị ơi, chốt trước nha, phố cho Ngô Minh Thu chốt trước này, em chúc cho Ngô Minh Thu nha, con phố nó sang được tiền luôn. Dán dài à? Em chỉ con làm nhung dán dài thôi, làm nhung ấy, nó còn làm nhung nha, chứ con làm theo làm dán dài biết chứ. Đây con này xinh người, con này xinh nha, con này size M người, size M nha, xinh này mọi người, nó cả đai nha, cái này này hả. Nó có này mọi người, 35k luôn nha, 35k mã hoa size M, 35k mã hoa size M mọi người, mã hoa nha, size M nha mọi người, size M nha, 35k mã hoa này, 35k mã hoa size M mọi người, size M nha, 35k mã hoa. Con này xinh này chị Yến Vũ, con này em xả 50k này, con này size L nha. Sao lời em sẽ 50k này. Con này quá đẹp luôn, con này chắc con nó Hàn Quốc ấy. Chắc con nó đẹp cực kỳ luôn nha, mới tin nè. Đó. Con này em sẽ 50k nha, ta có túi này. Có đai này nha. Đó. Con lát con này chắc mà họ tiết cho em nha. Đó. Con này size L này. Size L nha, 50k họ tiết. Con này chắc đẹp cực kỳ luôn ấy. Cái này em sẽ 50k là quá rẻ luôn rồi. Quá rẻ nha, con này xinh lắm. Là con này này, con này em xả 50k nha. Nó mới tinh này mà nó cái chất nó tuyệt vời luôn ấy. Đó, size M nha. Thể thao, 50k thể thao. Hai con nó đẹp đấy. Đây con này. Con này cái bà cái chốt xả ra này. Con này lên Omari rồi. Omari nha. Con này quá xuất sắc mọi người. Quá xuất sắc nha. Đó. Con này bán 100k ấy, em xả 80k nha, 80k mà hồng. Omari size L nha mọi người, Omari XL nha, Omari XL này mọi người. Con này em có ăn mẫu ấy, mạch lên form cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Omari XL nha. Đó. 80k mà hồng này, 80k mà hồng nha. Cái hồng ren treo đó là e của nó là 64 giờ ơi. Em của nó 64 nha. Họ tiết chỉ vũ này. Rồi con này sẽ 50k quá tuyệt vời luôn.
khăn thì chị hành đào á. Xoay ít lên chị, ít lên nha. Con này lan form đẹp quá, đẹp luôn. Để xem con xanh nhạt chưa. Con này hay chị con này hả? Con này đi tiệc nha, đi tiệc này. Hả? Con này 80k nha, 80k. Đi tiệc cho mọi người, đi tiệc CS nha. Con này CS đấy. E của nó là 72 đổ về, 70 đổ về nha. 70 đổ về mặt đẹp ấy. Con này nó có mức ngực này. Hả? 80k mà xanh. 80k mà xanh rồi, 80k mà xanh nha. Cái con này không có đa gì nữa, form suông nha. Con này form suông này. Form suông nha. 70k hoa vàng rồi. Hoa vàng 70k nha. Hoa vàng 70k. Nó cổ nó kim sa này. Tay nó kim sa luôn nha. Hoa vàng 70k. Em la tiếp rồi, la tiếp nha. Em phun xuông này, cái ba này phải chốt xong rồi kêu phải đi công tác này. Hả? Con này chắc ôm mi rồi, chắc ôm mi nha, chắc đẹp lắm ấy. Đó, alox này phải đen người mà đen, 35k mà đen luôn nha. 35k mà đen. Cái này nó sẽ như mọi người, sẽ như này nha. 35k mà đen này. Con này bữa bán 50k. 35k mà đen người, 35k mà đen nha. Con này dành cho chị là 55 con đổ về người, 55 con đổ về nha. 35k mã đen. Mã đen 35k. Hoa vàng cho Đức Hiếu ạ. Đây đây. Con ren hàng này nha. Con này ôm body mà con này nó e của nó 64. E của nó 64 đổ về nha. E của nó 64 đổ về. Con lót con này cho bà hồng nha, 150. 150 mà hồng nha. 150 nha. E của nó sớm tao đổ về nha mọi người. Sớm tao đổ về nha. Hoa vàng này cho chị Đức Hiếu này. Này bán 70k đúng không? Hàng gửi đi chiều rồi nha. Họ chiều rồi nhưng mà chưa chụp bill nha chị Đức Hiếu. Bây giờ bưu tá thì chưa chụp bill lại. Cầu vét mọi người, cầu vét như vậy nha mọi người. Cầu vét như vậy nha. Nó con này lên form xinh này. Con này size L nha mọi người, size L nha. 55 con IK 57 con nha. 55 con ấy. Đó. 50k mà đen rồi, 50k mà đen nha. 50k mà đen này. Đó, con này cầu vét như vậy mọi người, cầu vét như vậy nha. 50k mà đen, form công sở nha. 50k mà đen. Con này size L. Size L. Chắc nó như vậy nè. Như vậy nha. Nó phô ren này. Đó. Size L mà size L nha. Size L. Đó. 35k. Con đen này 35k luôn đấy. 35k. Đó. À nó con này chắc mã. Mã số 1 người, mã số 1 nha. Mã số 1. 35k mà số 1 người, 35k mà số 1 nha.
35 ca mã số 1 size L nè mọi người, size L nha. 35 ca mã số 1. Con này 35 ca mọi người, 35 ca luôn nha, mã đen đi. Sợ cho nhanh nó thay. Con này như vậy nha. Tay nó như vậy người, tay nó như vậy nha. Phối như này nè. Cái cổ như vậy người, cổ như vậy nha. 35k. 35k ai lấy con này chút mà. Chút mà phối người mà phối nha, 35k mà phối mọi người. 35k mà phối nha mọi người, mà phối 35k nha. Phối 35k này. Đó. Con này mặc lên phong nó còn xinh đấy. 35k mà phối người mà phối 35k nha. Là số 1 cho chị Đức Hiếu này. Em xin nằm dài. Nằm dài em như gần như còn cạn kiệt ấy. Đây có con này này. Có con này bán 80k nha, 80k. Omari này. Đó. Con này Omari người, Omari nha, nó sẽ như vậy người. Sẽ như vậy nha. Chắc con mi người, chắc con mi nha. Chắc con mi này. Đó, con này là SM mày được người. SM mày được nha, chắc con mi. Đó. Nó xé như người, xé như vậy nha, 80k mà không. 80k mà không người, 80k mà không nha. Đó. Như vậy này. Chắc con mi nha, chắc đẹp cực kỳ luôn. 80k mà không. Xin chào chị Bremen nha. Con này size M mà size M mọi người. 35k mà đỏ người, 35k mà đỏ nha, size M. 35k mà đỏ người, mà đỏ 35k nha, 35k mà đỏ này. Đó. Chắc con mi người, chắc con mi nha, 35k mà đỏ. Con này phía sau nó có 2 túi như vậy nha. 35k mã sọc người, 35k mã sọc nha. Con này sao to. Đó, con này phải tầm 60 con. Số 2 con vui cho mọi người. Đó. 35k mã sọc người, 35k mã sọc nha. Con này chỉ ghi chốt thôi. Đó. Xả ra luôn nha mọi người. 35k luôn nha, 35k nó có cho bà Hân. Mà Hân người, mà Hân phong xuông nha. Phong xuông sai lờ. 35k mà hơn. Mọi người chúc em, mọi người chúc em nha. Không có xả sâu like người, không xả sâu like nha. Xả sâu like em nhé. Con này size M người, size M chắc Umi người. Size M chắc Umi nha. Đó. 35k mà đen. 35k mà đen người, 35k mà đen nha. Nó có đai. Thế là nó có cái chỗ để đai người. Đây. Con này quá xuất sắc luôn này. Đó. Con này 50k và 50k mà xanh nha. 50k mà xanh. Rồi con này lên form đẹp lắm đấy. Con này em có ăn máu á, mẹ đều xuất sắc luôn. Đó. Con này form xuông nha. Đó. 50k mà xanh. 50k mà xanh người, 50k mà xanh ấy. Form xuông thì 55 57 con vô kênh mà. Đó. Mà xanh nha, mà xanh này. Chị Yến Vũ. Chị Yến Vũ chốt cái con này đúng không? Đây. Mã sọc với lại mã đen là con này anh chị. Con này đúng không? Mã đen. Con phân nó quá tuyệt vời luôn. Cái ba kia chốt một con rồi xả ra. Xanh này cho chị Thả Phương hả? Chị Thả Phương Đức Hiếu. Nhà Thả Phương à,
Em chốt cho Thảo Phương Đức Hiếu nha. Cái này chị Thảo Phương mà không nói thì em sẽ xả ra cho chị Đức Hiếu nha. Em ưu tiên là trước. Con này quá đẹp luôn. Đang cố gắng chị, đang cố gắng hả? Đây. Đây. Con này em xả 50k này. Không ai nói ở trời con này đẹp lắm đấy. Chắc là một tinh mà. Đó, 50k mà xám rồi. 50k mà xám nha. Chắc đẹp tuyệt vời luôn ấy. Chắc cũng nói mọi người rồ đã luôn nha mọi người. 50k mà xám nha, mà xám 50k xa mờ. Một con tát người, con tát người. Con tát rớt qua nha. 50k là mới mọi người. 50k là mới mọi người, 50k là mới nha. 50k là mới mọi người, mà mới 50k nha. 50k là mới mọi người, mà mới 50k nha mọi người. 50k là mới nha, con này 50 con. 50 con là về người, 50 con là về nha, mà mới. Mà sáng. Mà sáng chị Dreamman. À chị chốt đúng nha. À chị xem em nha chị. Đó, em 1m48 là em mặc qua gối nha. Đó, thì chắc con này sẽ ok cho em nha. Con này mặc đi về tao nữa, đẹp tuyệt vời luôn nha. Thằng kia phải sơ bây giờ. Cái con đàn đó là E64 chị ơi. E64 nha, nó nhỏ xíu. E64 nha. Con nó là 150. Cho chị xem là con sọc của chị. Dạ chị tới chị. À nắp dưới đây nè. Con nó xanh mờ chị ơi. Con này. Con nào? Con này là E64 nha. Con hồng đó là E64. Con này hả? Con này size M nha, size M. Đó, nó có giãn nhẹ rồi, có giãn nhẹ nha, chắc đẹp tuyệt vời luôn ấy. Con này em của nó 74 đổ về người. E74 đổ về nha. Thường thường size M là E74 đổ về, con này chính xác luôn này. Nó là size M và E của nó 74 đổ về nha. Đó, chị bè lên mang cái lá con này không? Nó hăng lá con này thì em xả ra nha, cho con này đẹp lắm ấy. Con này bán 50k quá rẻ luôn nha. Nó mới tin là nó chắc đẹp tuyệt vời luôn. Người 50k nha. 50k nha mọi người, ai lá con này chắc là cô gái người. Cô gái nha, cô gái phong xuân người. Phong xuân nha, 50k mà cô gái đây. Cô gái 50k người, 50k cô gái nha. Cô gái 50k, phong xuân. Sáng. Chị bà đem ăn cơ lắc con không? Cơ lắc con không để cho chị kia. Con này xanh nha mọi người, xanh nha. À, nhưng mà nó bị rớt nút nha.
Cái này ai lá em sẽ tặng kèm nút cho mọi người. Đó. Con này xinh này. Nó bị rớt một nút đây nha. Một đây. Đó. Con này em tặng người tặng nha, nó con này cho bà tặng. Mã tặng cho mọi người, mã tặng nha. Mã tặng này. Ok chị bà đây men này. Con này lành tay lắm ấy. Năm mươi con rồi người, 50 con rồi về nha. 35k mà hồng rồi, 35k mà hồng rồi, 35k mà hồng nha. Con này bà kia chốt xong xả ra luôn này. Đi công tác á. Con này sẽ XL cho mọi người, XL nha, chắc đẹp lắm nha mọi người. Con này của Hàn Quốc nha, chắc đẹp lắm. Đó, nó con này là Caro người, Caro Phong Xuân nha. Caro 35k. 35k mà Caro người. 35k mà Caro nha, mà Caro 35k sẽ XL. Mã tặng cho chị Remen nè. Một em làm riêng sẽ XL. XL người, XL nha, 35k mà xanh. 35k mà xanh người, 35k mà xanh nha, sẽ XL. Hàng si nha, răng kỳ hàng si á. Thế rồi nó lên rồi em cho xem nha, nó nằm dưới đây rồi. Đó. Con này mà riêng người, mà riêng 35k mà riêng người. 35k mà riêng nha, mà riêng 35k này. Thế là cái này là em nhặt trong cái kiểu của người ta có con này. Mình không có cái mát. Nếu nó bị kích mát rồi. Con này chắc có mi, chắc có mi mà. Chắc có mi nha. 35k mà đỏ. 35k mà đỏ, người 35k mà đỏ nha. Chắc có mi sẽ XL. XL, XL nha, 35k mà đỏ đây mọi người. Mà đỏ 35k nha. Caro cho chị Nguyễn Trúc Ly 35k. Mọi người chúc chúc em nha. Sẽ 35k. Mọi người khách lạ nhớ bóc cho nha mọi người. Xem khá đen hồng. Cái đơn hàng đó là E64 chị ơi. E64 nha. 150. Và xanh gì yếu vụ này. Rồi chị ơi. Đó. Tay nó như vậy nha. E của nó 64 rồi. Đó. E rất nhỏ luôn ấy. Con này em tặng tặng nha, nó bị dơ đây này. Đây. Nó bị dơ mà chấm đây nha. Tặng mẹ sạc tặng nha mọi người. À chị phải đem em ơi cái này nha. Đây cái này không phải bờ không phải chắc của tăng đâu. Chắc của nó chắc có chắc vàng chắc thun mà thun vàng thun ấy á. Em không hình dung được nhưng mà con này nè chắc nó mới nha. Đó. Làm biết ít chị vừa hơn. Con này em nhỏ ấy.
Con này có 68 à. 68 nha, con này 68. Xẻ ra luôn đi. Đó. 35k mã sọc này, 35k mã sọc nha, E68 mọi người. E68 nha, 35k mã sọc này. Mã sọc 35k nha. 85k xả 35k luôn đi. Đó. 35k mã sọc người, 35k mã sọc nha. Cái con này là con này chắc vàng chắc vui. Thành cho vô thu. Con này xả lên này. Ba mươi lăm k mã đen người, 35k mã đen nha, xả luôn đi. 35k mã đen luôn nha mọi người, mã đen 35k nha. Đó, 35k mã đen. Dạ đây 35k mã đen người, 35k mã đen nha, con này xinh đấy. 35k mã đen người, mã đen 35k nha, 35k mã đen. Xả 35k luôn, 35k mã đen rồi, 35k mã đen nha. Nó bị mất size rồi, nhưng mà em nghĩ là con này size M nha. Size M, size M và size L. Con này mọi người mang beo nó xinh đấy. Mang beo nó xinh nha. 82. 82 nha. Đó. Mà đây là thể thao Phương. Rồi, dán chốt đơn đơn từ 100 cây rồi. Ăn chút đâu thêm 100 cam rồi. Mày chỉ thả Phương nha. Xem con sọc ở phía dưới nha. Con sọc này chị. Đây. Con này mạch lên nó bong ra. Mạch nó bong ra nha. Con này lắm. Chắc nành tay lắm nha mọi người. Chắc nành tay lắm nha. Con này size L chị ơi. Size L nha. 80, 82 đổ về. 80. Đó. Cái con này chắc nành tay lắm. Ai lắc con này cho mà caro người. Caro nha. 35k caro luôn nha mọi người. Con linh này mới nè, con linh này đẹp nha, con linh này nó của, đây con này của Hàn Quốc người, của Hàn Quốc mọi người, của Hàn Quốc nha, đó, lắc này mà ring người, mà ring nha, mà ring, 35k mà ring người, 35k mà ring nha, 35k mà ring, con này size M, L mày được nha, 35k mà ring, nói tên à. Chị ca ngắn em à. Chị chốt chết cho em nha. Chị con xanh. Con xanh hồi nãy chị chốt là nó ngắn nha. Con nam ca anh mẫu mà ca 1m75 hay là nó mạch trên gối ấy. Trên gối nha. Trên gối mà trên khoảng 10 phân luôn ấy. Mẹ rinh ra ngoài con này. Chị con lót thì em xả ra cho chị kia nha. Chứ còn em không chụp sâu lao nha. Không chụp sâu lao ấy. Dạ có. Dạ có. Con này này chị kia chị chốt trước rồi. Mà chị nói là chị bữa trước chốt bữa trước ấy. Là xong chị đó nói là chị đó mạch ngắn. Trời ơi. Nhưng mà con này là em 1m48 là mạch qua gối nha. Qua gối.
Còn ai cao thì cái này mày ngang gối, trên gối nha. Nhưng mà con này có ăn mẫu, mày trên gối là xinh lắm nha. Đó thì chốt chết cho em nha. Cái con này em xả đây xả lại là ngắn lắm. Bọn người là con nhất chiều cao nè, con nhất chiều cao nha. Đây con này xa lắm nè. Con này sẽ XL, XL cho mọi người, XL nha. XL nè mọi người. Đó, con này xa lắm nha. Con này con này mà xám người, mã xám nha. 35k mã xám người. À chị nói con kỳ đó hả? Ok chị. Chứ con xanh nó đẹp. Xanh đó thì khi chốt rồi chị ơi, chị đã chốt chị không xả ra nha. Con này sẽ XL, XL cho mọi người, XL nha. 35k mã xám người. 35k mã xám nha. Con này bữa em bán là 80k ấy, mã xám nha. Đẹp lắm. Đó. 35k mã xám. Ok xám cho ngồi thu này. Nó con chuông vậy mày. À, xanh đó là có người chốt rồi chị ơi. Con này xét rồi, xét mọi người, xét nha. Đó. Tay nó mọi người, tay nó như vậy nha. Đó. À lắp này cho mà xanh người, mà xanh nha. Con này màu xanh đen người, màu xanh đen nha. Cái con này là phối vôn này. Là phối ấy nha. Màu xanh đen. À lắp này là xanh đen người, xanh đen nha. 35k xanh đen này. Con này xét 35k mà xanh đen người, 35k mà xanh đen nha. Con này mà xinh đấy. 35k mà xanh đen người, 35k xanh đen nha. Sẽ một em size L nha. Cái phần này là pha ren này, đó. Chắc ôm mi người, chắc ôm mi nha. Chắc ôm mi. Đó. Con này là em 1m48 là mạch ngang gối nha mọi người, ngang gối nha. Chắc ôm mi. Ai lắc này mà đen người, mà đen nha, mà đen này. Con này phía sau đẹp người. Phía sau đẹp nha, mà đen. Đó. Chắc đen đẹp người, chắc đen đẹp nha, mà đen. Chắc ôm mi người, ôm mi nha. Một em da lộn này. Da lộn này bị mất mày mất sai rồi. Đó. Da lộn này chị nè mà 1m5 rồi xuống này xinh lắm. Đó. À lắm này mà hông rồi, mà hông nha. Mày hông. Da lộn rồi, da lộn mà hông rồi. Mày hông da lộn nha. 50k. 50k lắm này mà da lộn rồi, da lộn 50k nha. Mày hông hay da lộn được mà đuôi cái nha mọi người, đuôi cái nha. Đó. Con này tầm size M. FM rồi, FM mọi người, FM nha. Da lộn 50k. Mã đen người, mã đen nha, chắc pha sốt. FM mày được cho mọi người, FM mày được nha. Mã đen chắc pha sốt này. 35k. 35k mã đen người, 35k mã đen nha. Một em sẽ XL, XL mọi người, XL nha. Con này đẹp này. Đó. Con này đẹp cho mọi người đẹp nha. Con này giật ra lên form rất đẹp luôn. Xả 35k luôn. 35k mà tránh mọi người. 35k mà tránh nha. 35k mà tránh mọi người. Con lên form đẹp nha. Con này sẽ XL. XL người, XL nha. 35k mà tránh. Con này lên form rất đẹp luôn. 35k mà tránh người. Mà tránh 35k nha. Em sẽ XL rồi, XL nha, XL, đó. Con này sẽ XL mã chữ nha, 50k mã chữ, 50k mã chữ người, 50k mã chữ nha, form xuông rồi, form xuông nha, 50k mã chữ 50k người, 50k mã chữ nha. Cái này chị là thôi nè, cái này xinh nha. Một em đặt
là nè. Đó. Một em đọc là con tết, một người con tết nha. Con này set. Set mọi người set nha. Tay nó như vậy này. Đó. Mã đỏ người mã đỏ nha. Mã đỏ. Mã đỏ người mã đỏ nha. Mã đỏ người. Đó. Set mọi người set nha, mã đỏ. 35k mã đỏ đi. Mã chữ cho chị. Mã trắng chị Nhi quá mã trắng chị Nhi quá sao rồi chị ơi, con này sẽ lời mẹ chữ này cho chị Trúc Ly. Phong xuông mà chị, phong xuông mà rộng rộng được. Đọc là nào ta? Mã đỏ hả? Mã đỏ 35k cho chị. Đọc đỏ hả? Đúng không? Đọc đỏ cho chị Nghi Quất. Con này sẽ ép chị ơi, sẽ ép nha. Ráng chốt đơn. Người này chốt 35k, ráng chốt ba khó với mọi người. Ba khó nha. Mấy chị có đơn nhấn nút cho mọi người. Một em chắc Omi rồi, chắc Omi nha. Chắc Omi nè. Cái chỗ này là có con hổ này mọi người. Con hổ nha. Đó. Chắc Omi rồi, chắc Omi nha. Con này size M. Size M mọi người, size M nha. Công sở size M mọi người. Nó 35k. 35k mã hổ mọi người. 35k mã hổ nha. 35k mã hổ. À túi như này mà chắc Omi nha. Chắc Omi đẹp lắm đấy. 35k mã hộ mọi người, 35k mã hộ nha. Chắc Omi. Con này size L nha. Size L này. Đó. Cổ tim nha, cổ tim nha, size L. Đó. À nó con này chắc bạn L người, mã L nha, mã L. Mã L người, mã L nha. Con này là mới nha, mã L 35k. Con này không, cái con này phòng ren của nó bị sờ sờ rồi. Em tảnh nha, em tảnh mở tảnh nha. Đó, con này chắc mà caro. Caro tảnh như người, caro tảnh nha. Nó chắc ren của nó bị sờ sờ này. Sờ sờ nha. Tảnh nha mọi người, tảnh mà caro nha. Caro tảnh này. Đó. Mẹ hổ cho chị Trúc Ly. Con bé xinh là không ai chốt hả? Mẹ L cho chị Nghi Quách nha. Mẹ L chị Nghi Quách này. Tặng cho chị, tặng cho chị Bremen nha. Mọi người hàng tặng mọi người nhớ con nhất nha. Tại vì có nhiều người hàng tặng tặng nhưng mà cái phí con này nó cao ấy. Là mọi người nhớ con nhất cho mọi người.
Về Sapi là em chỉ anh Giang được nửa ký thôi nha. Con Sapi là em anh Giang được nửa ký nhưng mà em không ra được nhiều nha. Con này xinh này. Con đây là xinh mọi người, con đây là xinh nha. Con này hàng nhiều da ca nè, da ca gì nè. Năm mươi ca là 50k nha, lắp con này cho bà hiểu. Bà hiểu 50k người, 50k mà hiểu nha. Xa 2XL người, xa 2XL nha. 60 con, 57 con nữa rồi người. Con này 57 con nữa rồi thôi nha. 57 con nữa rồi. Chắc ôm mê người, chắc ôm mê nha. 57 con nữa rồi. 50k. Một em này bá xinh này. Hả? Con này vá sinh này, vá sinh nha. Đó. Ai nhanh tay cọc này nè. 50k con này nha, size M. Size M người, size M nha. Nhưng mà con này đẹp cực kỳ luôn này. Đó. Con này mới tinh luôn này, mới tinh nha. Đó. 50k. À nó con này nhưng mà câu sở, câu sở 50k câu sở nha. Con này đẹp cực kỳ luôn nha. Hồi trước em bán con này 150 mai còn khen đó. Đó. 50k người 50k mà con sở nha, size M. Size M người size M nha, 50k con sở. Con chắc đẹp cực kỳ luôn nha mọi người. Mở tân nha. Chắc quá đẹp luôn. 50k con sở này. Lên form đẹp chỗ nha. 50k hiểu cho chị ngồi thu này. Ôi trời mưa. Cái con sở đó mà không ai chốt hả? 50k quá rẻ luôn. Không chị ơi, cái con này chắc nó như vàng sao cao giảm được. Chắc đẹp lắm ấy. Chắc như vàng nha, nó không cao giảm ấy. E của nó là 72. E của nó 72 nha, 72. 72, đúng 72 luôn ấy. Chắc đẹp tuyệt vời luôn nha. 50k. Hồi trưa bán một con size L 150 mà ai cũng hỏi con không á. Mấy chị, mấy chị cái toàn size L không á. Mấy chị xong em á. Con này đây size M1 rồi. Size M1 nha, nó đây size M1 ấy. Con này cũng form xuông rồi. Form xuông rồi là mọi người mang beo vào sân nha. Đó. À lá con này màu trắng trắng nha mọi người. À lá con này cho màu trắng trắng nha. Màu trắng đi. Màu trắng nha mọi người, màu trắng nha. Đó. Chắc ôm mi người, chắc ôm mi nha. Chắc ôm mi này. Chắc có dạng người, chắc có dạng nha. Con này 55 con ấy. 55 con đủ rồi nha. Chắc ôm mi. Đó. Con cổ này nè mọi người. Chắc con mì nha. Nó con này mà tránh. Nó con chắc con mì nó đẹp. Con này là ở trên nó là quân mà. Chắc quân nha. Chắc quân là chắc quân đẹp ấy mọi người. Hả? Cái phần này nó cột nơ nha mọi người, cột nơ nha. Tay 5k mà quên nè, tay 5k mà quên rồi. Tay 35k mà quên nha. Tay 5k mà quên. Tay 35k mà quên thì là quên 35k nha. Tay 35k mà quên nè. Hả? 35k mà quên người mà quên 35k nha. Con tặng nó con tặng carbon sai gì con nó không xuông chị ơi, không xuông nha.
mà đánh cho chị ngô thu này. Đó là bằng von nha, bằng von này, von chị Bremen này. Các con tảnh caro sai thì nó bị làm sao? Nó bị sờn sờn khoảng ren này. Nó bị sờn sờn khoảng ren chỗ mắt chỗ ra nha. Đó. Không lấy thì mình xả ra không sao hết. Chứ còn tảnh, tảnh nói chung là nó mạch cũng ok đấy. Đó. Không lấy thì bỏ ra thôi. Đó. Còn em con sớ này. Con sớ này nha. Nhưng mà con này nó không đẹp bằng con kia. Con này 35k mà con sớ. 35k mà con sớ, người con sớ 35k nha, size M. Con kia đẹp hơn nhưng mà khá là con giống nhé. Cái con này là em cách cái phần lót bên trong rồi. Ai thích thì có thể cách cho, có thể mẹ áp bà ra bên trong thì là mẹ áo ấy. Áo lắm mọi người. Con này hàng hiệu mát mát ra nha. Đó. Cái hiệu nó như vậy người. Hiệu nó như vậy nha. Chắc đẹp người. Chắc đẹp nha. Đó. 35k mã đen. 35k mã đen size M. Size M nha. 35k mã đen rồi. Mã đen 35k nha. Size M. Hàng hiệu mát hay gì đây nha. Con này hiểu chắc đẹp cho mọi người. Chắc đẹp nha. Con này size M là size M nha. Size M mọi người. 50k mà caro nha mọi người. 50k mà caro nha. 50k mà caro. Xẻ hết. 50k mà caro mọi người. Mà caro 50k nha. Trời nói khang tiếng rồi. 50k mà caro. Một em phong xuống size L người. Size L nha. Size L người, size L nha. Đó. Nói chung mày cũng ok người, mày ok luôn nha. 35k mà hông. 35k mà hông người, 35k mà hông nha. 35k mà hông. Con này xinh nè mọi người, con này xinh nha. Size M. Đó. Con này xinh cực kỳ nè mọi người. Xinh cực kỳ nha. Thích mai làm chanh rồi. Đó, con này đẹp lắm nha mọi người. 35k mà đỏ luôn nha, 35k mà đỏ. Xẻ hết luôn mọi người, 35k mà đỏ nha. 35k mà đỏ. Chắc đẹp cực kỳ luôn mọi người. Chắc đẹp cực kỳ luôn nha. 35k mà đó, con sở người. Con sở nha, cái này nơ này. Đó. 35k mà đó nha. Mà đó 35k. Con oh, đẹp mà. Đẹp nha. Mà đen cho chị Trúc, cho chị. Mà đen này cho chị Nhi Quất. Đây. Một em form xuông rồi, form xuông nha. Con này là size M. Size M người, size M nha. Form xuông size M này. 35k mà xám. 35k mà xám người, 35k mà xám nha. Size M. Đó là phối đẹp người, phối đẹp lắm nha. 35k mà xám, size M. Đó. Mà xám, size M. Mà đỏ cho chị Nhi Quất con này. Con này đảm bảo đẹp này. Một em size L chắc ôm mi rồi. Một em size L chắc ôm mi nha. Cái con này mà chị nằm mét 5 rồi xuống ấy. Mẹ xinh lắm ấy. Cái điểm nhấn thì nó lên nha mọi người.
Như vậy nha. Nó tạo cái vòng eo cho mình nữa. 35k màu đỏ, chắc ôm mình rồi, chắc ôm mình nha, 35k màu đỏ này. 35k màu đỏ, người màu đỏ 35k nha. Cái phần này là phần lưới mọi người, lưới nha. 35k màu đỏ, nó tạo điểm nhấn eo cho mình nha mọi người. 35k màu đỏ nha, con này xinh lắm ấy. Chị là mét 5 đầu số là mày xinh nha. Đó. Con này size L. Chị Thà Phương. Thà Phương. Đó, con chắc con mưa đẹp. Một em sẽ ép, người sẽ ép nha, mọi người sẽ ép nha. Đó. Con này bên ngoài là màu đỏ tím, mọi người, đỏ tím nha. Màu đỏ, đỏ mặn ấy, màu đỏ mặn ấy, đúng rồi. Sẽ ép, mọi người sẽ ép nha. Xinh lắm mọi người. 50k mà hình người, 50k mà hình nha. 50k mà hình sẽ ép mọi người, sẽ ép nha. Con này mọi người mặc đi dạo á. Rất xinh mọi người, rất xinh luôn nha. 50k mà hình. 50k mà hình người, 50k mà hình nha. Con này eo của nó là 68 độ về. Eo 68 độ về người. 68 độ về nha. Chị là san L nha, san L. Con này mang beo và xinh đấy. San L và san M người, san L và san M nha. E của nó 76 độ V. E của nó 76-78 độ V người, 76-78 độ V nha. 50k mà không. 50k mà hông rồi, 50k mà hông nha. Hông này xinh nha mọi người. 50k mà hông nha. Bao nhiêu vòi này. 50k mà hông. Con này phải giặt là rất ok nha. Một em da lộn người, da lộn nha. Con này sẽ XL. XL người XL nha. Nó con này chứ mà da lộn người da lộn nha, 50k da lộn. 50k da lộn người da lộn 50k nha. Đó. Rất là đẹp ghê mọi người. 50k da lộn nha. Da lộn 50k. Cái con này phòng ren nha. Ren rồi bên trong là lớp nhung rồi. Ren rồi bên trong lớp nhung nha. Sau lớp ren là lớp nhung mọi người. Con này size M luôn nha, size M. Đó. 35k mà ren rồi, 35k mà ren luôn nha. Sợ ren nhanh quá. Con này mã vàng người, mã vàng nha. Con này xếp người xếp cho mã vàng. Cái con này nhìn như vậy nhưng mà lên form xinh lắm mọi người. Lên form xinh lắm nha, mã vàng. 35k mã vàng đi. Một em xinh cực kỳ, mọi người xinh cực kỳ nha. 50k mã sọc. SM mà được cho mọi người. 50k mã sọc nha. 50k mã sọc. Đó. Cái con này là mẹ ta mấy cái chân mọi người. Ta mấy cái chân luôn nha. Mã sọc 50k. Con này là SM mà được cho mọi người. SM mà được nha. 50k mã sọc này. Con này bình quân nha mọi người, bình quân nha. 50k mã sọc. Con này là mang beo và xinh cực kỳ luôn nha. 35k mà đỏ người, 35k mà đỏ không xuông nha. 35k mà đỏ. 55 con đỏ quê người. 55 con đỏ quê nha, 35k mà đỏ. 35k mà họ tiết người. 35k mà họ tiết mọi người, họ tiết 35k nha. Họ tiết 35k. Con này FM người, FM nha. Họ tiết 35k mọi người. 35k họ tiết nha.
mà với anh ra chị nhiều quá. Mọi người cho cái giúp em nha. Mọi người nhanh bóc cho em, mọi người nhanh bóc nha. Xả 35 cái quá rồi luôn. Mẹ nói chị rút ly này. Em sườn sáng, người sườn sáng nha. Con này sẽ XL. XL nhưng mà XL nha. Đó. 50k sườn sáng người, 50k sườn sáng nha. 50k sườn sáng này. Đó. Con này sẽ XL người XL nha, 50k sườn sáng. À con này ở dưới nó. Hơi bị dơ xíu người, hơi dơ xíu nha. Đó. 35k, 35k mà caro nè, 35k caro nha. Một em set rồi set nha. Con này lên form xinh này. Con này lên form xinh này mọi người. Đó. 50k mà đen người, 50k mà đen nha. 50k mà đen người, 50k mà đen nha. 50k mà đen. Con này set người set nha, 50k mà đen. Có con bà đầy này 50k mà đen, con này eo của nó 68 rồi về nha mọi người. Eo 68 rồi về nha. Một em phong xuân này. Phong xuân ái giáo quân nè. Phong xuân ái giáo quân nha. Con này xếp. Đó. Nó con này cái mà ring người mà ring nha, sẽ ép mọi người. 35k mà ring nha. Con này mới tấm nè. Đó. Cái này là mọi người mặc để dạo á. Xin được kỳ nha mọi người. Mà ring nha. 35k mà ring. Cái con này cho cha bí này. Nó size M. Size M người size M nha. Nó kiểu như vậy này. Đó. 35k mà xám người, 35k mà xám nhé. 35k mà xám. Nó con này là chị làm mấy năm rồi số mẹ xin hết đó. Một em sẽ ép, một người sẽ ép nha. Chắc da lộn rồi, chắc da lộn nha mọi người. Da lộn nha. Con này xin đi. Em của nó có dạng tới 74 mọi người. Có dạng tới 74 nha. Có dạng tới 74. Con này phía sau này. Nó bị sâu chỉ nha. Chứ không phải bóng đầy nha mọi người. Đẹp bên trong nha. Đó. À lát con này cho bà da lồn người da lồn nha. Da lồn. Da lồn người da lồn nha. 35k da lồn người. Da lồn 35k nha. SM mà được rồi. SM mạnh được nha. Một em size L. Size L và size L nha. 35k bi. 35k mà chăm bi. Mà chăm bi 35k nha. Chăm bi 35k ngày 35k chăm bi nha. Có túi, có túi rồi nha mọi người. Có luôn rồi. Con này phải tầm 60 cân, 65 cân rồi em. 65, 70 cân nha mẹ Hồng. 35k mẹ Hồng đi. Phương Anh Ly. Phương Anh Ly. Bạn ơi nhớ chốt đơn, ráng đơn từ 100k nha.
Sai mờ nha. Đó. Em là 1m48 người 48 nha, thành ra mọi người nhìn vào chốt cho mọi người. Cho đừng sau like chốt là xả nha. Đó. Con này sai mờ người sai mờ nha. Nó con này mà caro người caro nha, sai mờ caro này. Con này không phải búp bê rì nha, mà nó là nó là bên gra này, nó để bên gra. Nó con này caro người caro nha, con này nhìn như vậy nhưng mà nó mang xinh lắm. Mà caro người caro nha, 35k caro. Caro chỉ rút lên này. Con này xinh rồi. Con này bèn già nha. Nó sót một con già con này nè. Đó. 35k mã già người. 35k mã già nha. 55 con nổ về. 35k mã già. 35k mã già người. Mã già 35k nha. Nhanh đi. Nhanh đang phải khăn tiếng ấy. Nó đang nổ luôn. Con này của Hàn Quốc là của Hàn Quốc nha. Đó. Đó, con này mã xám người, mã xám nha. Mã xám. Mã xám người, mã xám size L người, size L nha, mã xám này. Con này mang beo vào sân ấy. Mã xám người, mã xám 35k mã xám người. 35k mã xám nha, size L. Mã giả kỳ Phương Anh Linh này. Con này mã tím người, mã tím nha, mã tím. Con này SM mẹ được người, SM mẹ được nha, mã tím người. Mã tím nha, SM mẹ được mọi người. 35k mã tím người. 35k mã tím nha, mã tím 35k này. Mã sáng cho chị. Sáng cho chị Phương Anh Ly. Chị Phương Anh Lê chúc chắc cho em nha. Con này size L người, size L nha. Size L công sở này mọi người. Size L công sở nha. 35k mà xanh người. 35k mà xanh nha. Con này mệt. Con này về giặt là rất ok luôn. 35k mà xanh người. 35k mà xanh nha. Size L. Con này size M người, size M nha. Chắc nó chắc vô nha mọi người. Chắc vô quỷ nha. Chắc vô à, em mới chắc vô chắc gì vậy, nó bóng bóng như vậy nè. Đó, 35k mà tránh rồi, 35k mà tránh luôn nha, size M. 35k mà tránh người, mà tránh 35k nha, size M. Đó, con này mệt lên phút nó xinh đấy. 35k mà tránh người, mà tránh 35k nha, size M. Một em đỏ set nè mọi người, set nha, set đôi cá nè mọi người, đôi cá nha, set nha. Đó, mà con này chạy nằm bánh năm đổi số là mệt xinh đấy. 35k mà đỏ, 35k mà đỏ người, 35k mà đỏ nha, set nè. Đâu phải ai cũng cao nè, con mới chạy bánh năm đổi số ấy, mệt mấy cái phông nó thấp nó mệt xinh. Con này mọi người chỉ không về đặt chỉ một xíu mọi người. Đó, cho con này lên form xinh lắm mọi người. Lên form xinh lắm nha. Nó bị xấu chỉ nè. Đó. 35k mà nâu con này. Cái con này con biết cái nó mệt lên form xinh lắm. Con biết cái nó mệt size M. Đó. Mà nâu người, mà nâu 35k mà nâu người. 35k mà nâu nha con này. Con này xét người xét nha. Con này xét này. Cái con này con biết cái nó cam quét 53 nành 47 con nó mệt, con này đẹp quá trời mọi người, đẹp quá luôn nha, nhưng mà nó mệt hơi rộng một xíu, nhưng mà con này quá xinh luôn. 35k mà nâu người, 35k mà nâu nha, nó mệt sâu chỉ một xíu thôi. Mà nâu cho chị Phương Anh Linh này. Xả con giả này ra hả? Ok
Mọi người cho trái chanh nha. Con nào là quá xinh luôn á. Con này mà xanh, người mà xanh, người mà xanh nha. Con này mà xanh. Con này cái chắc nó chắc như vậy mọi người. Chắc bắt tay vậy nha. Con này mà xanh. Lên đầm nhung đi chị. Đầm nhung cưỡi chứ. Đầm nhung cưỡi chứ. Con này E80 người. E80 nha, E80. Con này mà xanh người 35k mà xanh rồi. 35k mà xanh nha. Cái phần trên là ren ấy. Dạ, cảm ơn chị. Con này xl, xl người, xl nha. Xl, xl nha. Con này là da lộn người, da lộn nha, xl. Con này xanh mọi người xanh nha. 35k mà da lộn rồi. 35k da lộn luôn nha. 35k da lộn, xl. Xl, xl nha mọi người, xl nha. Con này xanh ấy. Đó. Con này xl, xl nha mọi người, xl nha. Da lộn này, con này xanh nha. Chị chốt đỏ đuôi cá hả? Dạ. Đây. Con này cho chị nhiều quá. Da lộn da ngô thô này. Con da lộn này xanh cực kỳ luôn. Con này size L nha. Dạ đoàn xíu chị. Đây. Con này size L, người size L cho mọi người, size L nha. Chắc ôm mi người, chắc ôm mi nha, size L. Đó. À lá con này cho mặt đen người, mã đen sẽ XL người. Và size L nha, mã đen. Em là ca mét 48 người, thành ra một người con nhất chiều cao nha. Đó. Con này mã đen người, mã đen nha, sẽ XL. Và size L chứ. Size L chắc ôm mi người, chắc ôm mi nha, size L này. Đó. Mã đen người, mã đen nha, mã đen. Cầm cao lên em. Ba chị ơi. Đây nha, mã đen này, con này xanh nè. Đó. Mã đen cho chị ngồi thâu nè. Giờ cái áo cao lên. Dạ. À đây. Con này nói ngoài này. Con này mạch lên nó nổi cực kỳ luôn ấy. Đó. Con này sẽ XL. 35k mã vàng người, XL 35k mã vàng nha. Mã vàng. Con này sẽ XL người, XL nha, 35k mã vàng này. 35k mã vàng nha. Em mặc qua gối mọi người. Qua gối thì rất là qua. Qua gối không nửa gối luôn nha. Mã vàng. 35k mã vàng nha. Sẽ XL. Con này xinh này. Con này bữa bán 70k ấy, nay bán 50k nha. Đó. Con này quá xuất sắc luôn nhưng mà nó sẽ ép mọi người, nó sẽ ép nha. Đó. Con này xinh cực kỳ luôn này. Nó mới tinh và lên form cực kỳ đẹp mọi người, lên form cực kỳ đẹp luôn nha. Con này sẽ cho người sẽ ép nha. Sẽ ép. Đó. 50k màu đỏ mọi người. 50k màu đỏ nha. Con này đẹp cực kỳ luôn ấy. Hàng hiệu cho mọi người, hàng hiệu nha. 50k màu đỏ này. Ok, chị trúc ly đỏ này. Trúc ly đỏ nha, 50k này. Con này xinh đấy. Nhi quá sơ. Vàng thì nhiều quá. Đỏ 50k có người chốt rồi.
Quang em chốt chị rồi chị ơi. Quang à, Quang là cho chị. Ủa Quang là chị chúc ly trước. Chị chúc ly trước nha. Chị chúc ly trước cho chúc Quang trước rồi. Em không chụp sau like mọi người. Em chia sẻ like trong trang cá nhân nha mọi người, và trang cá nhân và xem lại cho mọi người. Đó. Có như chị là đều chụp hình sau like là em không có gian, tại vì em con nhỏ nữa, con đang ốm nữa. Đang 5k mà không rồi, 35k mà không nha. Con này là size L nha. 35k mà không rồi. Mà không 35k nha. Mà không 35k này. 35k mà không rồi, tay bằng nha. Tay nó như vậy này. Đó. 35k mà không rồi, mà không 35k nha. Mà không 35k này. Cái con này nàng tay này, nàng tay lắm nha. Đó. Con này là phó như vậy mọi người. Phó như vậy nha. Đó. Nàng tay cực kỳ luôn. Nó pha len người, pha len nha. Pha len bên trong ấy. Con này sao to. Rễ sai người. Rễ sai nha, 5-7 con, nó sớm 1 con đổ về á. 35k mà lên nha mọi người. Mẹ không cho ai ra thế. Mẹ không cho chị Han. Mẹ không cho Hana ba hả? Cảm ơn con đọc like tí nữa. Mọi người không xem được tí nữa em cho xem lại. Chị Phương Anh lên nhà con nào được không? Thế mọi người con này xinh nha. Đó. Cái con này em biết phía trước là cái nào nữa. Đây, hình như cái này là phía sau này. Cái này phía sau nha, cái này phía trước. Đó. Tay nó phát lên người, tay nó phát lên như vậy nha. Đó. 35k mã đen người. 35k mã đen nha, 35k mã đen. Mã đen 35k người, 35k mã đen nha. Con này sẽ SM ấy. SM mẹ được cho mọi người. SM mẹ được nha, 35k mã đen. Mã đen 35k người, 35k mã đen nha. Cái này phía sau nó phó ren này mọi người. Phó ren nha, tay nó phó ren này. 35k mã đen. Trong tiền làm thông nó lẫn con này này. Đó. Lẫn một con làm sâu cho mọi người làm sâu. Con này cho bao được nha. 35k mà hoa này. 35k mà hoa người. 35k mà hoa nha. Có dây cột mà. Dây cột nha. 35k mà hoa. Nó là một con đầm sơ này. Con này size M người. Size M nha. Size M. Đó. Phom xuông nha, phom xuông rồi dáng dài này. Đó. 35k mã sọc rồi. 35k mã sọc nha. Con này thể thao rồi. Chắc là thể thao nha. 35k mã sọc. Mã sọc 35k rồi, 35k mã sọc nha. Mã sọc 35k. Size M. Con này xinh này mọi người, con này xinh nha. Con này bán 50k. Con này mặc lên phom xinh lắm ấy. Nó thuộc size S mọi người. Con sẽ hết nha. Yeah. Đây, con này sẽ hết, người sẽ hết nha. Đó. Con này chỉ 5m5 đồ số là mẹ xinh lắm. Và rất trẻ trung người. Rất trẻ trung luôn nha. Đó. Chắc đẹp mọi người. Chắc xinh đây đẹp nha. Đó.
50k là 50k mà Sammy nha. Đó. 50k là Sammy người, 50k là Sammy nha. Đó, kiểu như qua rồi người, kiểu như qua nha. 50k Sammy này. Con này 1.5 rồi xuống là mày phát sinh. 1.5 này là 52, 53 rồi xuống nha. 50k là Sammy. Một con đặc lạ này. Sẽ 35k luôn đi. 35k người, 35k nha, mã mẫu cho người. Mã mẫu 35k nha, free size. Đó. Con này free size, oversize nha. Bất chấp. 35k mã mẫu. Không đồng hàng đi. Một em thật thang này, thật thang nha. Đây. Con này bằng chấp thông cô tăng ấy, thông cô tăng nha. Nói nha mọi người, con này là có da rút cho mọi người. Da rút cho qua nha. FM mày được cho mọi người. FM mày được nha, thậm chí SL mày được cho mọi người. Thậm chí SL mày được luôn nha. Đó. Nó cũng là cho thể thao nè mọi người. Thể thao nha. Thể thao. Một em chắc có mi rồi. Một em chắc có mi nha. Size L 35k mã đen rồi. 35k mã đen nha. Size L người, size L nha. Con này hàng hiệu mọi người. Hàng hiệu nha. Đó. Size L chắc có mi rồi, chắc có mi nha. Đó. Chắc có mi 35k. Con này free size Sato rồi, Sato nha. Đó. Con này rất là bụi nha người, rất là bụi luôn nha. Rất là cá tính nha người. Nó phối như vậy người, phối như vậy nha. Rất là cá tính luôn. Đó. À nó con này chắc mẹ số 1 rồi, mẹ số 1 nha. Mẹ số 1. Mẹ số 1 người, số 1 nha, mẹ số 1 này. Con này xinh này. Con này xinh nha. Chị nào mấy năm rồi xuống. Mấy năm rồi xuống mà con này xinh lắm. Đó. Làm như vậy. Làm như vậy người. Như vậy nha. 48 con đầu về người. 48 con đầu về nha. Xinh cực kỳ luôn nha mọi người. Đó. Đó là trẻ trung nha. 35k mã đen. 35k mã đen người. 35k mã đen nha. Eo của nó 74 đầu về người. 74, 72 rồi về nha, 72 rồi về đây. Đó. 35k mã đen. Mã đen 35k. Em này còn sao? Em này này. Em này rất là dài luôn rồi. Em này rất là dài luôn nha. Đó. Nó chắc bóng nha mọi người, chắc bóng nha. Chắc phi bóng này. Chắc phi bóng loại đẹp người, loại đẹp nha. Đó. 35k mã đen luôn đi. 35k mã số 1 cho mã số 2 chứ. 35k mã số 2 người, 35k mã số 2 nha. 35k mã số 2. 35k mã số 2. À, con này eo của nó 78 rồi về. 78 rồi về nha người. 78 rồi về nha. Mã ren đen. Nên đang cho chị Nhi quát. Nhi quát rồi. Con này xinh cực kỳ luôn. Mã số 2 cho chị Thà Phương này. Rồi. Em phong xuống đây mọi người. Phong xuống nha. Phong xuống. Con này bị dơ một xíu đấy mọi người.
Nhưng mà cái dưa này giặt ra nha. Dưa này để máy giặt ra luôn. Con này phải đi xa nè. Phải đi xa nha. Nó có tay lỡ nè. Tay lỡ nha. Rất cá tính mọi người. Rất là cá tính luôn nha. Đó. Mã sọc nè. Mã sọc nha. Mã sọc nè. Đó. Mã sọc nè. Mã sọc nha. Mã sọc. Đó. Rất là cá tính luôn. 35k mã sọc. Mã số 2. Chị như WhatsApp mà sai mẹ mà. Mẹ ren mà chị, mẹ ren mà. Mẹ ren chị như quá chốt ren đen ấy. Xem là mẹ số 2. Rồi chị ơi, ta đúng không? Ủa số 2. Số 2 chị Thảo Phương ở đây. Rồi chị ơi, chắc nó phi bóng nha. Chắc phi bóng rồi, chắc nó đẹp ấy. Phi bóng rồi đẹp nha. Đây. Đó. Mạch lên đó. Mạch lên mang beo là nó sẽ nha mọi người. Chắc phải bóng nha. Con này mày đi mua cháo ướp à. Đó. Chị có ok các bạn em nha. 35k mà. Quá rẻ luôn. Đó. Ok em. Một con, sớm mua con lại mọi người. Sớm mua con lại nha. Sớm mua. Hai túi nó như vậy này. Mã sọc người, mã sọc nha. Mã sọc. Thôi chị bị revenge, chị bách bể nữa. Một từ, hai từ nữa. Đây nha mọi người. Mã sọc nha, mã sọc. Con này Frisa này. Đó. Phải đi xa người, phải đi xa nha, mã sọc này. Con này xinh nha, con này form công sở xinh lắm ấy. Con này ai nhanh tay được con này nha. Mã cam người, mã cam nha. Con này size M. Size M người, size M nha, hàng hiệu này. Đó. Size M người, size M nha, hàng hiệu. Đó, con này chắc đẹp lắm nha mọi người. Có kéo như vậy nha. Đó. Con này... Con kéo nó hơi bị kẹt kẹt này. Kéo không cẩn thận. Đó. Con này mọi người thích dài thì mọi người kéo ra nha. Hay là cái thích ngắn. Thích ngắn thì kéo lại nha. Đó. À lắp này mà cam này. Mã cam 35k mã cam nha. Mã cam 35k mã cam này. Con này form con sở này. Tay như vậy mà, tay nó như vậy nha. Mã cam người, mã cam size M. Size M nha, mã cam, con này xinh lắm ấy. Mã cam người, mã cam 35k mã cam nha. Con cam nó xinh mà không ai chốt rồi. Con nó quá đẹp ấy. Con này size L người, size L nha. Size L. Chắc nó như vậy mà, chắc nó như vậy nha. Thành ra nó nó sẽ ái lông lên nha mọi người, chứ không phải nó bị sao nha. Đó. Còn ai thích thì ai thích cái gì lấy làm cả lông được nha. Mã vàng. Mã vàng là mã vàng xa lờ mà. Xa lờ mã vàng nha. Xa lờ mã vàng. Con cam nữa, con ai chốt rồi. Con này ai lắm này, nhưng mà nâu người, mà nâu nha mọi người. Mà nâu nha. Mà nâu người, mà nâu xa lờ. Xa lờ nha, mà nâu. Mà nâu xa lờ người, xa lờ nha. Cái này trên cái trung tuổi nha mọi người. Trung tuổi nha. Mà nâu xa lờ. Con này bình lên người, bình lên người. Đó. Con này em tảnh đây, tảnh mã xanh rồi. Tảnh mã xanh nha. Nó không được mối nha mọi người. Một em phom xuông rồi, phom xuông thật theo nha. Con này. Con này phải tầm 40 cân. Và 60 cân, 65 cân rồi mọi người.
65 con đủ với anh nha. Con này size 4XL. Đó. Con này alo, con này cho bạn sọc, người má sọc nha. Má sọc. Má sọc, người má sọc nha. Con này xinh này. Con này của Hàn Quốc rồi, của Hàn Quốc nha. Của Hàn Quốc này. Con này size 2L rồi. Size 2L nha. 2L. Đó. Em này qua gối nha, size 2L này. 60 con mọi người, 60 con lại nha. Con này xinh đấy, 35k mã trắng rồi. 35k mã trắng nha. Xanh thành cho 23 này. Con này vừa giặt ra thì nó cũng ok. Em này ấy, em này là em nói một vấn đề này. Cái đây là mọi người mua sơn về, mọi người sơn là ok nha. Cái phần này nó bị tróc tróc này. Đó. Cái phần con này xinh lắm ấy. Đó. Nó có mức ngực luôn nha. 50k dạ hội. 50k dạ hội mọi người, 50k mà dạ hội nha. Dạ hội 50k. Nó sẽ mọi người sẽ như vậy nha. Cái phần này nó bị, cái khăn này là nó tróc sơ sơ này. Cái này mọi người mua sơn và xịt lên là ok đó. Khăn thì mai em xịt nó nhẹ, em có sơn mà em quên đó. Con này xinh này. Nó chỉ mà bên năm đổ xuống này xinh nha. À nó con này mà xanh, người mà xanh nha. Con này bên ngoài là màu xanh cốm ấy. Mà xanh, người mà xanh nha. Mà xanh mọi người S mày được nha. S. Người này em nhỏ thì size M mày được nha. Em của nó 74 được với em rồi. 71. Em 72 chứ. Em 72 được với em nha. Mã xanh. Con này màu xanh đấy. Mọi người ai còn xem like cho em xin một trắng rồi. Ai còn xem like cho em xin một trắng nha. Con này mà nâu rồi, mà nâu rồi. Mà nâu nha. Mà nâu đây mọi người. Nâu nha. 35k mà nâu. Con này cái phần này là nhũ mọi người. Là nhũ nha. 35k mà nâu này. Đó. 35k mà nâu rồi, mà nâu 35k nha. Con này xinh đấy. Con này xinh và dài nha mọi người. Xinh và dài nha. Con này đẹp mà. Con này eo của nó 72, 74 đồ với người. Nó có giảm tới 76 nha. Mày nói chuyện nhiều quá. Con này là xinh mà. Con này bị sờ này. Em tặng nhưng mà tặng nha. Tặng này mọi người. Nó không là cái bà tặng người, mã tặng nha. Mã tặng Omori này. Sai L người, sai L nha. Mã tặng này mọi người. Mã tặng Omori nha. Con này nó bị sao một xíu này. Con này lấy lên cả ra ok hết. Mã tặng nha. Con này mà ring rồi. Mà ring nha, 35k mà ring. 35k mà ring rồi, 35k mà ring nha. Mà ring 35k. Con này bữa giờ em treo nó bụi bụi ấy. 35k mà ring rồi, 35k mà ring nha. 35k mà ring rồi, mà ring 35k nha. Cái này theo mà theo nha. Theo này. 35k mà ring. Con này sao mờ mà được nha. Con này giặt ra nó ok mà. Chị Trúc Ly mà khăn đồ đơn thì để cho em nha. Chị Trúc Ly chúc nhiều lắm ấy. Chị chúc nhiều lắm ấy. 35k một cái quá rẻ mà. Mà riêng cho Hana Ba trước nha.
xanh lời nha. 35 cây mà xám rồi, 35 cây mà xám nha. 35 cây mà xám xanh lờn. Xanh lờn rồi, xanh lờn nha, 35 cây mà xám này. À, con này chắc đôi luôn ấy. Chắc đẹp nha. 35 cây mà xám rồi. 35 cây mà xám nha. Con này nhìn như vậy nhưng mà mét lại mệt lên form xinh lắm ấy. Cái phần xám này nó mệt như chân quấy vậy. Cái như một cái chân quấy vậy. Con biết cái nó mệt lên rồi ấy, ta xinh lắm. Một em chắc ôm mi nha mọi người. Tay nó như vậy nha. Đó. Đó gì vậy? À bà dơ xíu cho con giật ra cho người giật ra ok nha. Đó. Em con nhỏ đây em không gian giật đấy. Đó. Tay như vậy nha, rất xinh luôn. 35k người, 35k nha. Lát có mặt chúng mà 61 người, mà 61 nha. 35k mà 61 người. 35k là 61 nha. Con này con tay bồng kỳ thương nhỉ. Con này em của nó 72-74 đủ với người. Nó có dạng tới bè 6 nha. Nó có dạng tới bè 6. Đó. Con này xinh nha, chắc không đi. Con này chắc đẻ lắm người, chắc đẻ lắm nha. Chắc phi lụa ấy. Phi bóng, phi lụa vậy. Mà bởi vì em đề ra ra chạm nó dưa nha. Cho con cái này nó đẹp lắm. Đó. Con này xanh lờn người, xanh lờn nha. Ba mươi lăm k mọi người, 35k a lắc mà chắc mã hoa người, mã hoa 35k nha. Mã hoa 35k. Xanh lờn. Một em con sợi người, con sợi nha. Con sợi người, con sợi nha. Lát con này cho mày con sợi mọi người. Mà con sợi nha, 35k con sợi này. 35k con sợi người, con sợi 35k nha. Con sợi 35k này. Mẹ hoa cho người thôi. Thì nói cho em chiếc mẫu này luôn. Chiếc mẫu đó em. Chiếc mẫu đó mày. Ôi con này nó to. Nó to nhưng mà nó là size M. Size M nha. Nhưng mà con này em nghĩ là con này là size L, XL mà được luôn nha. Nhưng mà cái này chắc mà chắc là nó phơn nó mà rộng rộng ấy. Đó. Ai lắc con này chắc là hồng rồi, mẹ hồng nha. Mẹ hồng. Cái này sai mờ đuôi cá rồi, đuôi cá nha mẹ hồng này. Mẹ hồng rồi, mẹ hồng nha. Đuôi cá này. Mẹ hồng. Tà ngắn tà dài nữa chứ. Mẹ hồng cái Hanabe này. Chiếc phi xanh có mũ độc lạ. À đúng rồi, phi sai đúng không? Ok. Cái đó đọc lạ kinh khủng luôn ấy. Dạ dạ dạ. Đây. Con hàng nó dài mà. Em mà em khang tiếng rồi. Còn em chắc ôm mi người, chắc ôm mi nha. Con này sao lắm mọi người. Một khối viên như vậy nha. Đó. Em chắc ôm mi rồi, chắc ôm mi nha. Đó. Con này mạch dài này. Con này cực kỳ sang này, cực kỳ sang luôn nha. Nó có đai mọi người, có đai nha. Cái này mọi người có thể kèm đai vào này. Cho đẹp người, cho đẹp nha. Con này ăn thấy sai. Ăn thấy sai, à con này. Ui con này hàng nhiều luôn, sao trời. Con này phía sau nó sẽ người. Nó sẽ như vậy nha. Đó. Rồi con này thêm sườn.
con này thuộc hàng hiệu ấy. Anh em mọi người, con này size 175 trên 96A, con này à, con này cái size to ấy, trên 60 cân rồi. Trên 60 cân này là 60 cân đổ lên nha. Đó, à lắc con này chút mã đẹp rồi, mã đẹp nha, con này đẹp lắm ấy. Chắc đẹp cực kỳ luôn nhưng mà nó size to mà chắc ôm mi mọi người, chắc ôm mi nha. Hàng hiệu tem sườn mọi người. Cảm ơn nha. Con này size M là size M nha. Size M là size M nha. Size M là size M nha. Đó. Em mặc là ngang gót còn qua gót nha. Ôm đầy size M. Ôm đầy size M nha. Đó, ai lắc con này chắc mã M. Mã M người mã M nha, mã M. Đó. Mã M người mã M nha, size M. Con này cho chị nhiều quá. Con này ai nói em tặng con này này. Ai lấy con này em tặng nha. Tặng cho mọi người. Tay nó như vậy người, tay nó như vậy nha. Con này hình như giống như, hình như là giống như một bồ công mà. Nhưng một bồ công đó nha. Mã tặng cho mọi người, mã tặng nha. Mã tặng này. Em thấy con má em ngộ ghê. Một em size 3XL, size 3XL nha, size 3XL này, đó. Con này form xương nha, form xương size 3XL. Còn tát nè, còn tát nha, con này mới tinh nè. Con này size 3XL, 60 cân, 62 cân, 63 cân đổ với người. Đó, ai lắp này cho bạn sọc nha, mã sọc. 35 cây mã sọc, mã tặng cho 23. Con này kỳ lắm, con này nó ngộ ghê. Mà kiểu như một bộ căng múa. Con này xinh mà xinh nha. Con này quá xinh này. Con này bữa bán 70k ấy. 35k luôn đây. 35k mà hồng. 35k mà hồng rồi, 35k mà hồng nha. Cái này chỉ cái chốt xả ra. 35k mà hồng rồi, 35k mà hồng chị nào sẽ nha. Con này chị nào sẽ là xinh đấy. 35k mà hồng rồi, 35k mà hồng nha. Chị thương cực kỳ luôn. Đó. Chị nào sẽ có con này nha. 35k mà hồng này. Mà hồng 35k nha. Xinh nha mọi người. Xinh nha. Trời 35k cái đầm như này. Cái đẹp luôn. Con này size XL người XL nha mọi người. XL nha, nó còn tem người, còn tem nha. Còn tem người, còn tem nha. Hai bên nó có túi nè mọi người, túi nha. Tay nó phơi lên người, tay nó phơi lên nha. 35k mã lên người. 35k mã lên nha, size XL. XL người XL nha, 35k mã lên này. 35k mã lên người, mã lên 35k nha. Mã hồng cho 23 này. Một em phom xuông rồi. Phom xuông nha, con này xinh lắm mọi người. Xinh lắm luôn nha. 50k. 50k mã sọc rồi, 50k mã sọc nha. 50k mã sọc. Con này phom xuông nha. FM nha mọi người. FM mặt đẹp nha. Tại vì nó phom xuông thì mày tròn tròn lắm đẹp. 50k rồi, 50k mã sọc rồi. 50k mã sọc nha. Con này xinh lắm. 50k mã sọc người, 50k mã sọc nha, con này mặc rất là cá tính người, rất là cá tính luôn nha, 50k mã sọc này, mã sọc 50k rất đẹp. Còn em sơn xám người, sơn xám nha, con này sơn xám sẽ ép người, sẽ ép nha, đó con này mà sơn xám người, sơn xám nhé, 50k sơn xám nha mọi người, 50k sơn xám nhé, cho 35k luôn đây, 35k, cái này hàng bom về.
35k sườn sắm nè, sườn sắm 35k nha. Con này san lờ nha, san lờ nè mọi người. Đó. Con này chắc như vàng nha mọi người, chắc như vàng nha. 35k mã vàng, 35k mã vàng rồi, 35k mã vàng nha, mã vàng 35k này. Đó, con này mọi người mạch nó xòe ra nha mọi người, nó xòe ra như vậy nha. 35k mã vàng, san lờ. Con này size M nha. Size M này. Cái con này má chị mà phong sắt ấy. Mà xinh cực kỳ luôn nha. Đó. Đó con này mã nơ này, mã nơ nha, mã nơ. Con này size M. Nhưng mà con này SM mà được nha, size M này mọi người. Size M con lại nha, là mã nơ. Mã nơ này, mã nơ nha, chắc đẹp rồi. Chắc đẹp nha, mã nơ. 35k mã nơ. Con này em xả 50k nha. Cái này hàng lao rồi, hàng tồn ấy. Con này cái phần cổ nó hơi bị dơ dơ mà người giặt mọi người. Đó. Cái phần cổ, cái viền cổ này nó hơi bị dơ nha. Dơ mà dơ kiểu như mình giặt ra ấy. Mình ngâm mình giặt ra nha. Đó. 50k mà cam rồi, 50k mà cam nha. Cái này xả xui ấy. Cái này hàng tồn lao rồi. Hồi trước là do có một người chốt xong bị bơm ấy. 50k mà cam. Con nó xa mờ mà được nha. Ba mươi lăm k người 35k nha, mã trắng và mã mã đen người 35k mã đen nha, 35k mã đen. Nha, chắc ôm mi nha mọi người. Chắc ôm mi nha, 35k mã đen này. Tay nó phối người, tay nó phối như vậy nha. 35k mã đen. Một em chắc đẹp cho mọi người. Con nào à? Con nào là lên form xinh lắm ấy. Con này size L nha, size L mọi người. Size L nha. Con này ôm body rồi. Ôm body nha, size L. Chắc đẹp người, chắc đẹp nha. Size L nha mọi người. Con này eo của nó 82 độ V. Size L nha. À nó con này chút mã 1, mã số 1 nha. 35k mã số 1. Con này size L người, size L nha. 35k mã đỏ. 35k mã đỏ người, 35k mã đỏ nha, size L. Ok em form xuông người, form xuông nha. Mã vàng, mã vàng nha. Mã vàng size L, mã vàng người. L mã vàng nha, mã vàng size L này. Chắc trên đẹp nha mọi người, chắc trên đẹp nha, mã vàng size L. 35k mã vàng nha. Một em màu xanh của ban này. Con này con sở nha, nó lên form cực đẹp mọi người. Lên form đẹp nha. Con này của Hàn Quốc nè, của Hàn Quốc nha. Đó. Con này size L. Size L nha, con sở này. Size L nhưng mà con này size M mà được luôn nha. Mã xanh người, mã xanh nha, 35k mã xanh rồi. 35k mã xanh nha, mơ tính nè. Cái con này mọi người giặt ra rất ok nha mọi người. Giặt ra rất ok luôn nha. Đó. À nó có lên cho mã sọc người, mã sọc nha, mã sọc này. Mã sọc người, mã sọc nha, size M. SM người, SM nha.
Lá sọc nha mọi người. Lá sọc nha. Con này giặt ra rất ok luôn. Chắc đẹp rồi, chắc đẹp nha. Lá sọc. Lá sọc nha. Sọc cho nhiều bớt này. Có hai ba ba. Lá xanh này đẹp quá. Con xanh đẹp mà. Một em con sở nha, một em con sở nó là size số 8. Đó. Một em con sở, một con sở nha. Nó sẽ như vậy. Sẽ như vậy nha mọi người. Sẽ xíu nha. Em con sở màu xanh đen. Con này màu xanh đen, màu xanh đen nha. À lắp con này cho là xanh đen, màu xanh đen nha. Là xanh đen, màu xanh đen nha. Đó. Con này mặc vào gối. Đó. À nó con này là xanh đen rồi, xanh đen nha. Con này 35. Con sở nào. Cái con này là chắc của nó không có dạng ấy. Con này E74 rồi, E74 nha. E74 đổi với Tulu Sam. 35k mã đen rồi, 35k mã đen nha. Con này xinh này. Con này màu xanh người, màu xanh nha. Màu xanh nha mọi người. Màu xanh cổ như vậy nha. 35k luôn đây. 35k mà xanh người. 35k mà xanh nha. 35k mà xanh này. Có coi giảng không chị? Con không sợ nào. Con sợ nó không có giảng nha. Cái chất của nó không có giảng ấy. Chất của nó không có giảng nha. Xinh này mọi người, xinh nha. Đó. Tay như vậy này. Ba mươi lăm k mã số hai con này form suông nha. Form suông là size, con này size L, XL, 2L bịt được nha. Con này alac trong mã, mã số 2. Mã số 2 người, mã số 2 tay như vậy này. Đó. Xin cho mọi người xin nha, mã số 2. Con này xin đấy. Sao nhỉ, chỉ ngồi thôi này. Mã xin nha, hai bên này. Một con này xanh lờ mà. Xanh lờ nha. 35k mà hình. Cái con này nó giống cái xì con này. 35k cho người, 35k luôn nha. 35k đi. 35k mà hình người, 35k mà hình nha. Con này size L. 35k mà hình người, 35k mà hình nha. Mà hình 35k. Đó. Con này chắc đẹp ấy. Mắt chị mà form thấp thấp, mạch xinh cực kỳ luôn. 55 nó lại là mạch xinh cực kỳ luôn. Một em da lộn rồi, da lộn rồi, da lộn nha. Em lá xanh ngọc nha. Ủa cái xanh ngọc thì không phải xanh kia. Đó là không phải xanh đen đúng không? Đó là không phải con xanh này đúng không? Ok, bỏ ra này. Một em da lộn rồi, da lộn con ren nha mọi người. Da lộn con ren nha. Đó con này chứ phải da lộn rồi, da lộn nha, da lộn. Con này xanh lờ mà xanh lờ nha mà da lộn. Con này mà hân cho chị ngô thâu này. Con này xanh này. Con này size mờ nha. Con sổ nó có tay không chị? Con nào? Con xanh đen này hả? Xanh đen này có tay mà. Đây. Tay như vậy nha. Đó.
con này xinh này, con này size M, người size M nha, size người người size M nha. Size M rồi, size M nha, con này chắc có dạng rồi, chắc có dạng nha. Ai nói con này chắc mạ vàng rồi, mạ vàng nha, mạ vàng. Đó. Ai nói con này mạ vàng rồi, mạ vàng nha, mạ vàng, con này size M. Size M nha, con này xinh đấy. Con này là kéo như kiểu khóc rồi mọi người. Mạ vàng nha, size M. Con này chắc có dạng nha, chắc có dạng thì rất là dễ mệt luôn. À cái con này nó bị sâu chỉ này, sâu chỉ đó nha. Đó mọi người, vừa đẹp lại nha mọi người. Đạp lại con này không vấn đề nha, nó sầu trì chứ không phải là nó bị rách hay gì nha mọi người. Mã vàng nha, 35k mã vàng. Cái con này xinh lắm đấy. Mã vàng, xa mờ nha. Con này mặc giống như cái áo khóc ngồi á. Ok. Đây một em hàng hiệu Mát Mara rồi, hàng hiệu Mát Mara, con này màu xanh đen nha. Con này bởi vì em đã dính bụi á, là con này mọi người phải giặt ra rất ok mọi người, rất ok nha, chắc đẹp nha mọi người, chắc đẹp nha. Con này hàng hiệu Mát Mara. À, nó con này xanh đen rồi, xanh đen nha. Nó con này chút mà xanh đen rồi, xanh đen nha. Con này hàng hiệu Mát Mara này. Con này mặc lên lên form xinh lắm mọi người, lên form xinh lắm nha. Hàng ngày mắt ra con này, con này chất xe xe mờ. À đúng rồi, xe mờ nha mọi người, xe mờ nha. Đó. Con này màu xanh đen này. Con này tay nó phối như vậy, tay phối như vậy nha. Con này mã ring rồi, mã ring nha mọi người, mã ring nha. Cái vòng đá của nó không bị rớt nha mọi người. Đó. À nó có này mã ring rồi, mã ring nha, mã ring này. Phong xuông rồi, phong xuông nha, mã ring. Con này tạm sớm với con lại mọi người, mã ring nha, phong xuông này, mã ring. Con này có chạy kia rồi quên. Một em chắc ôm mình rồi. Một em chắc ôm mình nha. Con này của Mac Italia. Italia nha người. Italia nha. Đó. Con này chắc ôm mình rồi. Chắc ôm mình nha. À nó con này chắc mặt đỏ người. Mặt đỏ. Mà số 1 người. Mà số 1 nha. Con kia là có người chốt rồi chị ơi, có người chốt hồi trước rồi nha. Mẹ em để quên ở trong đó. À lắc này cho mặt đỏ người, mã đỏ nha, mã đỏ này. Con này mã đỏ size M cho người, size M nha, mã đỏ này. Cái đỏ nó có người chốt rồi chị ơi, có người chốt hồi trước rồi. Cái con kia mà xong một. Con này xinh này. Nó chỉ mà 1 năm nữa xuống này xinh nha. Con này sẽ ép mọi người. Sẽ nha. Con này size M chứ. Đó. Đó. Con này cho mà đen rồi. Mà đen nha. Mà đen. Một con Omari rồi, Omari nha. Đó. Con này Omari size M rồi, Omari size M nha. Đó con này chúng ta họa tiếp này, họa tiếp nha, họa tiếp rồi mọi người. Họa tiếp nha, size M, họa tiếp. Đây là chỉ có con này, Hanaba của nó, con này lá này. Con này xinh cực kỳ luôn, con này có một, con này con kia là con giống này là 35k, còn con này 50k nha. Con này đẹp lắm ấy.
Đấy mà. Đó. Con này mở bán một con 150. Size M nha. Size M. Con này mặc lên nó phối với SM bên trong á. Đẹp cực kỳ luôn nha. Con sở size M. Cái này cái cổ lắm mọi người, cột dây nha. 35k mà xám rồi, 35k mà xám nha. 35k mà xám rồi. Mà xám 35k nha. Con này. Con này mẹ hông nha. Con này xám bờ nha mọi người. Size M mẹ hông rồi. Bỏ một con 35k nha. 35k thì nó không có bị sao đó. Nhưng mà nó cái phần màu trước ấy nó hơi xấu chỉ xíu. 35k mẹ hông rồi. 35k mẹ hông nha. 35k mẹ hông size M. Size M người size M nha. 35k mẹ hông. Con này nó pha đen nha, pha đen mọi người. Hả? Con này bị mắc sai rồi. Hả? Con này màu xanh của ban này. Con này size M mà size M nha, size M SM nha mọi người. SM nha, SM. SM nha mọi người, SM nha. Nó con này mã xanh nha. 35k mã xanh người, 35k mã xanh. Con hàng đó eo quá. Eo nó có 64 rồi. Con nó chỉ sale 150 nha. Con này chắc nó long long nè. Chắc nó long long như vậy người. Chắc long long như vậy nha. Mã vàng người, mã vàng nha. Con này mã vàng. Con này size L người, size L nha, mã vàng này. Nó cái hiểu nó như vậy nha, mã vàng. Size L cho mọi người. Size L mã vàng nha. 35k mã vàng này. Mã xanh này kiểu như vớt. Kiểu như vớt chắc mà làm được mắt cái sắc của ba rồi. Con này em biết là kiểu sao nữa. Con nó con này hốt mọi người. Nó con tát luôn nha mọi người. Nó con tát luôn nha. Nó con tát trong này này mọi người. Mà ring người, mà ring nha. Mà ring. Đọc lạ không đồng hàng rồi. Đọc lạ không đồng hàng nha. Sai lời. Này sẽ XL người, à nó có này mã tím nha mọi người, XL nha, XL mã tím này, đó, phôi lưới nha, mã tím, mọi người cho mọi người mấy giờ rồi vậy? Wow, mọi người em thích like nha, trời ơi khuya rồi ấy. Wow. Em không nghĩ là 2 giờ rồi. Em đang bày cảm ấy. Mọi người cho thích em nha mọi người, cho thích em nha. Mọi người em thích like nha mọi người, tại vì giờ là khuya rồi ấy. Con em bữa giờ cảm xong rồi em like cảm nó luôn ấy. Cái chỗ em bữa nay trời trời ơi, nó mưa ấy. Nó mưa ấy. Ôi giờ khuya rồi, mọi người đi ngủ nha mọi người. Mọi người đi ngủ nha. Em không nghĩ là 2 giờ kém rồi. Em cảm ơn mọi người nha. Tết like mọi người.